hôm nay cô lộng khờ đi quýnh pizza nha. Đây lát mình đi tập cái mỹ không này. Ai có được gì vậy? Gì cả. Rồi hụt lát cậu ơi. Để ly bên kia đi để đổ đó. Mình đi tới đâu? Để bạn bên kia đó mà đổ không ai bằng mũ rồi. Nhắm như kỹ nha. À, thấy chưa mọi người? Quá êm, quá êm. Tôi ra là tôi chơi từ nhỏ mà. 4, 3, 2, 1, giúp. Đó. Ghê trời. Từ từ, từ từ, từ từ. Chặt cơ rồi, tha lơ đi, tha lơ đi. Hả? Tha lơ đi, tha lơ đi. Tha lơ làm sao vậy? Đâu rồi, cục lơ đâu rồi. Ừ. Ừ. Tha lơ đi, tét cơ rồi, đúng rồi. Thường thường là đi được cơ mấy? Hả? Thường thường là đi được cơ mấy, đi được bao nhiêu điểm? Đi được 3 điểm. 3 điểm hả? Quýnh dữ không? Quýnh dữ lắm à. Các bạn ơi, ta được có lơ cho để quýnh rồi. Bữa nay trời mưa mình ghé quán pizza mình quýnh đi ha, rồi chút xíu nữa mình đi cua gái sau đúng không? Chút xíu mình đi chút xíu mình đi Phú Mỹ rồi. Đúng rồi, Phú Mỹ mình đi cua gái, uống phê cua gái đúng không? Cảm ơn rồi. Đó. Tại sao bé Quyên bỏ đi rồi phải không? Đúng rồi. Còn tới đây mình chỉ tới thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tới đây mình đi cua đó. Ồ, ghê trời, hay vậy. Cô lượm hay quay. Hay tại. Bình tĩnh. Từ từ thôi. Rồi coi chừng hột trái nha. Trời ơi, thứ gì chịu nổi. Luyện pizza lâu chưa? Lâu rồi. Toàn ơi, thứ gì chịu nổi không? Giờ là hột trái luôn rồi, hột trái. Đại, quýnh lòn lỗ luôn. Từ từ, đừng có gấp, đừng có gấp, đừng có nôn. Tỉnh thôi, tỉnh bóng đi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Đá hồng đó thật ra là da cái đá đúng không? Đúng rồi. Quá đẹp. Đó mọi người ơi. Hay quay. Rồi em học quýnh pizza lâu chưa? Lâu rồi. Đúng rồi, tha lơ để không phải tát cơ. Quýnh pizza đủ mồ hôi chứ trời. Mình chơi mà. Xem chúng rồi, xem chúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Quá em. À trái đỏ trúng trái vàng luôn nè. Ghê không? Từ từ, từ từ, từ từ, bình tĩnh. Rồi, à, xem xíu nè. Quá em. Bây giờ đâu mới à. Coi chừng ngang, coi chừng ngang.
xém xíu nè, đúng hai trái lượng luôn ơi. Quá dữ. Ủa, ghê trời. Cô lượm mà bây giờ là không muốn pizza 3 bi, muốn pizza 1 bi rồi nha. Cái nào trúng cái đấy luôn á. Bún quá cái thật, học bún pizza đâu cô lượm. Dạ bún ta, dạ bún cặp quá. Pizza là bún lấy cặp quá nè, chúng người này nè, chúng người này nè. Chúng bị rồi, chớ ra rồi, chúng bị rồi, chúng chúng màu trắng nè. Nè đúng rồi, bún cho đỏ chúng màu trắng luôn nè. Đó nè nè, chạy lên chúng này nè. Ơi, quá xuất sắc cô lượm ơi. Thiếu chạy rồi. Quá hay. Từ từ bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Chết. Bình tĩnh. À lên miếng đi. Khán giả hay mộ quá trời. Dạ gì mình giữa đó hết, mình chưa đi ra không rồi. Chứ nữa mình đi chợ với Mỹ, mình chưa chơi tăng mại, chơi chết lâu không rồi. Đúng rồi, làm gì chơi vậy? Chơi chết lâu. Có xích lô nữa hả? Ờ. Rồi ok ok. Bữa đó ba mình đó, ba mình đóng mà trở mình lại luôn á. Vậy đó hả? Đi Hồng Mã đó. Quá hay cô lượm ơi. Nè trái này quấn trúng hai trái luôn được không? Hay là trúng trái thôi. Quá ok. Thiếu chạy. Nè bình tĩnh nè. Từ từ thôi nè. Đúng rồi. Sao sao quýnh lộn qua được hay vậy? Ghê tợ. Tới sớm rồi. Bình tĩnh. Quýnh chạy xe không trúng cái nào lên trời. Bình tĩnh lại, đừng có manh động, nhẹ nhẹ thôi, đừng gấp. Đó, quá dữ, trúng luôn nè. Trời ơi, trúng lượt luôn. Ghê điểm. Rồi. Mới có trúng điểm rồi. Rồi, ok, gắn điểm rồi. Trời, không đá là trúng rồi đúng không? Không đá chứ đó là trúng rồi. Dạ. Mạnh lên coi. Bình tĩnh thôi. Tết cơ, tha lơ đi.
Tợ đúng luôn, tợ ghê, tợ con chá nào, con chá trắng, con chá trắng. Ừ quá hay, trúng luôn, tròn ơi, xém trứng rồi. Quýnh càng ngày càng nhuyễn tay ta. Hả? Quýnh càng ngày càng nhuyễn tay tợ. Ờ, mình đóng thêm nó vậy đó. Là con nó giải mình. Đủ. Cho đợi cho cái đi là. Rồi hết mưa mình đi không? Hả? Hết mưa mình đi Phú Mỹ không? Hai chơi nữa. Rồi rồi rồi. Nữa không? Thắng rồi. Thắng rồi đó hả? Rồi suy nghĩ nha. Rồi. Rồi tạm biệt các bạn ơi. Tạm biệt các bạn ha.